20. Thắc mắc độ chúng sinh ở địa ngục. Bà Lê Thị Hiền Trang, pháp danh Diệu Ánh, sinh năm 1949 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cư ngụ tại đây hỏi: Thầy tôi dạy, ngày ngày phải tụng kinh độ chúng sinh ở địa ngục để giúp cho họ được siêu thoát. Đêm nào chúng tôi cũng cố gắng tụng kinh mà thầy chúng tôi đưa, mong cho những người ở dưới địa ngục được sinh lên cõi lành. Không biết việc tụng kinh của tôi có đúng với lời Đức Phật dạy không? Trưởng ban hỏi lại bà Lê Thị Hiền Trang: Sư phụ bà tụng kinh có độ được những người ở dưới địa ngục không? Bà Trang trả lời: Thầy chúng tôi dạy, ai cố gắng tụng kinh chắc chắn sẽ độ được những người ở dưới địa ngục. Trưởng ban quản trị chùa hỏi bà Trang: Mỗi lần bà tụng kinh và lạy Phật bao nhiêu lạy? Bà Hiền Trang trả lời: Tôi lạy 3 lạy. Trưởng ban nói với bà Hiền Trang: Như vậy bà phải lạy sư phụ bà nhiều hơn lạy Đức Phật mới phải. Bà Hiền Trang hỏi trưởng ban: Vì sao tôi phải lạy thầy tôi nhiều hơn Đức Phật? Trưởng ban nói: Vì thầy của bà giỏi hơn Đức Phật Thích Ca rất nhiều. Trưởng ban nói tiếp: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy rõ về phần này. Đức Phật dạy: Tuy ta có thần lực nhiệm màu, nhưng ta chỉ độ được có 5 loài: trời, Atula, người, ngạ quỷ và súc sinh. Còn người bị đọa ở địa ngục, muốn độ được họ phải có các điều kiện như sau: thứ nhất, phải biết rõ ràng họ tên người ở dưới địa ngục; thứ hai, phải mời cho được ít nhất 10 vị tăng thật thanh tịnh, đồng nghĩa các vị tăng này phải biết sử dụng làn sóng điện từ quang trong Phật tánh, hay nói thật rõ hơn, các vị tăng này phải nhận được Phật tánh của mình và luôn sống với Phật tánh ấy mới được gọi là thánh tăng. Thứ ba, lời chú nguyện các vị thánh tăng phải như sau: hôm nay chúng con nguyện cho ông bà, tuổi, địa chỉ, vị này hiện đang ở địa ngục chịu khổ trăm bề, nay gia đình người ấy phát đại nguyện, nên nay chúng con tha thiết khẩn nguyện 10 phương chư Phật, kính xin 10 phương chư Phật bùa làn sóng điện từ quang trong 7 tánh thanh tịnh Phật giới, tự thành siêu đại thần lực thanh tịnh tiền, phụ giúp với chúng con cứu vớt ông hay bà đang ở địa ngục được lên cõi lành. Khi 10 vị thánh tăng bùa thanh tịnh tiền ra, tức khắc điện từ quang trong 7 tánh thanh tịnh Phật giới liền được tự hội lại, bao quanh tánh ngục của người đó. Nhờ ánh điện từ quang tự hội sáng rực rỡ, nên người ở nơi địa ngục tối tăm mới thấy được đường thoát ra ngoài, và nương theo ánh điện từ quang ấy mà thoát ra khỏi chốn địa ngục tối tăm. Đức Phật dạy thật rõ, người ở trong địa ngục muốn thoát ra, người này khi còn ở thế giới loài người phải có phước đức ít hay nhiều, và phải có lòng ăn năn hối cải thì mới nương theo ánh điện từ quang thoát ra ngoài đến cõi lành được. Còn người này không có 2 phần nói trên thì không thể nào thoát ra được, dù có 1000 vị thánh tăng chú nguyện cũng chẳng ăn thua gì. Bà Lê Thị Hiền Trang hỏi tiếp: Còn về phần giải thoát, thầy chúng tôi dạy, ai muốn giải thoát phải tu tâm, như vậy có đúng không? Xin trưởng ban giải thích, xin cảm ơn. Trưởng ban giải thích, người tu theo đạo Phật phải biết tâm là gì, tánh là gì, Phật là gì, giác ngộ là sao, giải thoát là giải thoát để đi về đâu. Nhưng phải biết công đức của nó thì mới mong giải thoát được. Còn ai sử dụng tâm vật lý để tu giải thoát, thì người này giống như đi tìm lửa ở dưới đáy sông băng vậy. Trong các kinh Đức Phật có dạy tu giải thoát như sau: con người muốn giải thoát, đầu tiên phải biết 3 phần. Một là phải sống được với tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Hai là phải nhận được ánh sáng điện từ quang của chính mình. Ba là phải biết tạo ra công đức. Một người muốn giải thoát thì phải biết và thực hành được 3 phần nói trên mới mong giải thoát được. Bà Lê Thị Hiền Trang lại hỏi tiếp: chúng tôi nghe trưởng ban giải thích thấy pháp môn thiền tâm này rất dễ tu, cứ sao có ít người tu? Trưởng ban trả lời: phần này ngày xưa Đức Phật có dạy ngài Ca Chiên Diên như sau: vì loài người sống hoàn toàn bằng cái tưởng của tánh người, nên không thể nào tu theo thiền tông được. Như các ông thấy đó, hiện giờ các người có đầu óc khôn lanh một chút, họ dựng ra không biết bao nhiêu chuyện linh thiêng để lừa người khác, như ai lạy họ, họ cho của; ai cầu xin họ, họ cho phước; ai muốn sung sướng, họ đem về nước của họ ở, với một điều kiện là bây giờ phải đưa tiền cho họ trước. Ai đưa tiền cho họ nhiều, họ sẽ đổ phước lên đầu nhiều cho. Và còn nhiều thứ khác nữa. Cũng vì loài người bị các cái ảo tưởng này mà nghe ai nói gì cũng nghe. Đặc biệt, thấy ai mặc áo rộng mão cao, họ càng tin tưởng tuyệt đối hơn. Loài người bị vướng vào như vậy, làm sao tu giải thoát được? Bà Lê Thị Hiền Trang nghe trưởng ban lập lại lời của Đức Phật dạy, bà hết sức vui mừng cảm ơn và nói:
việc làm của tôi từ trước đến nay không đúng với lời của Đức Phật thật là hổ thẹn.